Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả cô chú anh chị, quý bà con khán giả Phật tử xa gần có một ngày mới, một buổi chiều có nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Dạ thì hiện tại bây giờ Hải cũng tiếp tục cập nhật về cái tình hình công tác tìm kiếm chín nạn nhân còn lại ở tại khu vực của làng Nũ. Thì tính đến thời điểm hiện tại đó cô chú anh chị, thì từ hồi sáng đến giờ thì ba máy cuốc cũng tiếp tục cố gắng đào thật là sâu và thật là rộng ra ở tại cái khu vực chân cầu mà Hải đang zoom cho cô chú anh chị mình đang xem đó. Ở phía dưới đó là đang múc rất là sâu rồi đó cô chú anh chị, và hiện tại thì nước vẫn còn nhiều ở dưới, cho nên là cái công tác tìm kiếm múc nó cũng rất là khó khăn, mà phải dùng máy bơm. Khi mà hồi trưa nghỉ trưa là Hải cũng có thấy là dùng cái máy bơm để mà tiếp tục bơm lên nữa đó cô chú anh chị, để mà rút cạn bớt nước ra cho các cái xe cuốc này nè dễ dàng tìm kiếm hơn một chút xíu. Dạ mong là bà con mình, cô chú anh chị mình khi mà có xem cũng nhớ ủng hộ cho kênh một cái lượt like, lượt đăng ký. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị ạ. Hãy sẽ cố gắng để mà cập nhật nhanh nhất những cái hình ảnh và cái công tác tìm kiếm trong ngày 29 tháng 9 hôm nay để mà chia sẻ cho bà con mình được rõ hơn. Bởi vì hãy cũng biết là tất cả bà con cô chú anh chị mình á, bây giờ ai cũng đang rất là cầu mong sao để mà tìm kiếm được nhanh nhất những nạn nhân còn lại để mà đưa về an táng. Ai nấy cũng đang rất là quan tâm và cũng rất là cầu nguyện, cầu gắng làm sao mà cho có một cái sự linh ứng để mà những nạn nhân này, chín nạn nhân còn lại của chú anh chị linh thiêng để mà được đưa về an táng, được an nghỉ. Dạ đầu giờ chiều hôm nay thì công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra, thì ba cái máy cuốc vẫn đang tiếp tục khoanh vùng và mở rộng sâu những cái vùng mà gọi là có cắm cây á cô chú anh chị, cắm cây nghi là có mùi á, thì nặng mùi ở đó thì người ta tiếp tục người ta đào như vậy thôi, chứ cũng không biết chính xác được cái điểm nào để mà lần đâu. Chỉ có là nghi ngờ ở đó thì đã cắm cây rồi thì bây giờ đào rộng sờ sâu xuống dưới nữa để mà tìm. Dạ là do nhiều khi quay từ xa nha cô chú anh chị, zoom lại nó sẽ bị mờ, bị nhòe, nó không có rõ hung, với lại là cái âm thanh nó cũng không có được rõ. Mong cô chú anh chị khi xem cũng vui lòng thông cảm giúp Hải, cảm ơn à. Hải sẽ cố gắng tập trung hết sức có thể để mà chia sẻ nhanh nhất cho cô chú anh chị mình xem. Dạ zoom là nhiều khi nó sẽ bị mờ tí nha cô chú anh chị, zoom là để cho cô chú anh chị mình thấy nó trọn cái cảnh hơn đó. Cô chú anh chị mình thấy là xa xa đó, người ta không có cho lại gần nữa cô chú anh chị. Bây giờ là người ta đã yêu cầu mình đi ra ngoài hết rồi, không có ai được phép mà bén mảng lại gần hết trơn ấy cô chú anh chị. Chỉ có một số người nhiều khi là người ta quay được, like được, là ở trong trong cái công tác đội tìm kiếm cô chú anh chị, là người ta có thể là quay được cái cô chú anh chị. Mình cũng cố gắng mình cầu mong thôi chứ giờ cũng đâu biết đường cách nào mà lần nữa đâu cô chú anh chị. Dạ thì bên đây người nhà người ta cũng còn đang ngồi đợi ở đây nè cô chú anh chị, người ta chờ đợi xong là trông ngóng làm sao mà có thể tìm thấy và phát hiện được thi thể của người nhà người ta nữa cô chú anh chị. Hồi sáng thì Hải cũng có thấy được nhiều bà con người ta cũng xuống cái vùng trũng ở phía dưới đó, rồi người ta gọi là đốt nhang, rồi người ta cúng bánh hoa quả, người nói chung là có cái đoạn clip Hải nhìn thấy người ta khóc lóc, nhìn thấy rất là đau thương cô chú anh chị, người nhà chưa tìm được thân nhân á, trời ơi nhìn thấy khóc tội dữ lắm, tội cô chú anh chị, nhìn thấy rất là đau xót, mà Hải cũng không dám cập nhật cái đoạn clip đó cho cô chú anh chị mình xem đó, nhìn thấy nó đau lòng lắm cô chú anh chị. Cầu cho người phương chư Phật hiển linh hết cô chú anh chị, rồi phép màu ban xuống để cho chính nạn nhân còn lại linh thiêng trong chiều ngày hôm nay có thể tìm thêm được vài nạn nhân nữa. Cái chỗ khu vực mà cái cầu này của chú anh chị nó rất là sâu,
mà đào mà bới đá ra phải nói là đá to to không luôn đó cô chú anh chị. Dạ lâu lâu thì hãy cũng có thấy được có một vài người người ta chia sẻ like ở trên Facebook được đó cô chú anh chị. Hay nghĩ chắc có lẽ là do người ta ở trong trong cái đội mà tìm kiếm đó, người đội xe cứu các cô chú anh chị, người ta cũng cập nhật được, người ta chia sẻ ngắn ra được thôi, chứ mình không có quen biết tài này kia, người ta đâu có cho mình đứng gần để mình quay đâu. Cũng có một số kênh YouTube lớn đó, người ta có thể đứng gần, người ta chỉ quay lại chia sẻ lại thôi cô chú anh chị. Nhưng mà hãy cũng cố gắng hết mình để mà cập nhật cái hình ảnh từ xa này về cái công tác cứu hộ và tìm kiếm chính nạn nhân trong ngày hôm nay cho bà con mình được rõ hơn. Dạ thì hiện tại trong ngày 29 hôm nay cũng đang tiếp tục mở rộng và đào tìm ở cái khu vực nơi đã tìm thấy được ba nạn nhân đó cô chú anh chị. Tức là chỗ mà cái dưới chân cầu, gầm cầu của bà Mẫn nè, rồi con của bà với lại là mẹ của bé Phúc đó, là cái nơi này không đã phát hiện ra ba thi thể rồi. Và nó vẫn còn nồng nặc cái mùi, tức là còn một cái nghi vấn. Cho nên là lực lượng cứu hộ, dân quân ở đó và bên xe cứu người ta cũng cố gắng để mà người ta đào sâu ra rộng thêm nữa, hy vọng rằng là sẽ còn những thi thể nạn nhân còn ở đây cô chú anh chị. Từng gáo múc mà được múc lên mà cô chú anh chị mình xem nó thấy nói chung là cầu nguyện không đấy cô chú anh chị. Cứ hãy thấy múc một gạo lên là hãy cứ cầu nguyện làm sao mà trong gầu đó có một cái gì đó phát hiện cái ví hay là cái gì đó để cho có một cái tín hiệu. Máy bơm thì vẫn đang bơm, còn lực lượng xe cuốc thì cũng tiếp tục cuốc. Ngay cái chỗ dốc cầu này nó quá sâu đi, với lại nó quá rộng đi, cho nên cái công tác tìm kiếm nó sẽ rất là khó khăn ở đây cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị mình xem cũng để ý cũng thấy đó là thông thường hay buổi chiều á cô chú anh chị là hay phát hiện được lắm, mong là chiều hôm nay cũng sẽ phát hiện ra nha cô chú anh chị. Cứ có nghi vấn là cứ có nghi vấn là sẽ có là công tác mà xuống dưới dò tìm thử bằng tay á cô chú anh chị. Dạ thì đoạn clip này là hai cũng cập nhật được trong công tác tìm kiếm hôm nay để mà chia sẻ chấm hôm nay để mà chia sẻ cho bà con cô chú anh chị mình được biết đó, từng phút từng giây để mà hãy cập nhật thôi, chưa có thêm những cái thông tin nào mới cả. Mong là hy vọng rằng là sẽ có tiếp tục những cái thông tin mới, những cái tin tốt hơn, có một phép màu để mà phát hiện được thi thể của những nạn nhân còn lại. Cũng rất là cảm ơn các anh chiến sĩ dân quân rồi công an địa phương nè, rồi quan trọng nhất vẫn là cái sự phải nói là tận tâm của công ty xe cứu này cô chú anh chị, làm bằng một cái tâm hết mình luôn, tìm cho bằng được mới thôi đó cô chú anh chị. Dạ người ta không có cho đến gần quay nha cô chú anh chị, cho nên là chỉ có thể là hãy cập nhật được những cái hình ảnh, những cái đoạn clip mà rõ nhất gần nhất về cái công tác tìm kiếm nạn nhân, chính nạn nhân còn lại ở tại làng Nũ cho bà con mình biết như vậy. Thì nếu mà có những cái thông tin nào hay là những cái tình tiết nào mới nữa thì hãy sẽ cập nhật thêm cho bà con mình. Và ngay cái chỗ cái móng cầu mà bà con mình đang xem đó là đang tập trung đào rộng ra khu vực này đó cô chú anh chị, để mà chỉ mong tìm kiếm là có thể còn sót lại những nạn nhân còn vướng lại ở chỗ cái gầm cầu này hay không thôi. Tại vì cái nơi này cũng đã phát hiện ra được ba thi thể rồi. Dạ thì có gì thì tình tiết nào mới thì hãy sẽ cập nhật thêm nha cô chú anh chị. Bây giờ hãy xin phép được dừng cái đoạn clip tại đây. Nếu mà có thêm những cái thông tin nào bất ngờ, những cái tin vui nào đó mà phát hiện được thi thể, hãy sẽ làm một cái clip nhanh nhất chia sẻ cho bà con mình. Hãy chỉ chia sẻ ngắn để báo cho bà con mình biết là cái công tác tìm kiếm hôm nay là như vậy. Thì có thêm tin tức hãy sẽ cập nhật thêm nữa nha. Hãy chào tất cả cô chú anh chị và bà con mình ạ. À.